Tây Du Ký chương 91. Bốn thầy ngoài tiệc ăn uống vui say, một ả trong phòng điểm trang trải chuốt. Nói về ba anh em đi theo thiên sứ đến ngoài ngọ môn, hoàng môn quan vào tâu lại rằng: ba vị đệ tử của phò mã đã theo thiên sứ đến ngọ môn hầu chỉ. Vua Thiên Trúc ban chỉ cho vào, ba anh em đứng chờ không chịu làm lễ. Vua Thiên Trúc mới phán hỏi rằng: ba người đệ tử thánh tăng phò mã là ai, tên họ chi, ở tại đâu, vì cớ nào mà xuất gia đi thỉnh kinh, hãy cắt nghĩa cho rõ. Tôn Hành Giả bước lấn tới muốn lên điện mà tâu. Quan hộ giá đặt rằng: đừng đi lên nữa, đứng đó mà tâu. Tôn Hành Giả mới cười: chúng ta là người tu, đi tới bước nào hay bước đấy. Sa Tăng Bát Giới cũng bắt trước đi theo. Tam Tạng sợ ba người lỗ mãng làm kinh giá, liền cất tiếng kêu lớn rằng: ôi đồ đệ ơi, bệ hạ phán hỏi cội dễ ngươi, sao ngươi không tâu cho rõ. Tôn Hành Giả thấy thầy đứng hầu thì nóng ruột, liền nói rằng: bệ hạ khinh người hay là khinh mình, nhục dễ là nhục nước, bệ hạ chấm, thầy tôi làm phò mã sao còn bắt đứng một bên. Lẽ thường kêu rể là quý nhân, lẽ nào quý nhân không có chỗ ngồi bắt đứng hầu như vậy. Vua Thiên Trúc nghe tiếng nói vàng hãi kinh thất sắc, muốn lùi vào mà kinh sợ mất thể diện, túng quá phải làm gan phán rằng: thị thần hãy nhắc cẩm đôn cho phò mã ăn vị. Tôn Hành Giả thấy thầy ngồi xuống mới chịu thâu rằng: lão tôn quê ở tại Đông Thắng Thần Châu, nước Ngao Lai, núi Hoa Quả, cha là trời, mẹ là đất, trứng là núi xanh lão tôn ra, sau học phép tiên phương xa rồi trở về núi cũ, ở tại động Thủy Liêm núi Hoa Quả lên non trừ quỷ. Thượng đế sắc phong làm chức tể thiên đại thánh, hàng ngày yến ẩm nơi thiên cung, sau phá hội bản đào vỡ lỡ trời đất, đường dịp nóng này làm phản thiên đình, thiên tướng chư hầu đều chạy mất, rồi bị Phật tổ nhốt lão tôn ở Ngũ Hành Sơn, cho ăn sắt cục, cho uống nước đồng, 500 năm chẳng biết mùi cơm mùi nước. Sau nhờ Quan Âm Bồ Tát khuyên lão tôn tu hành, đến khi thầy ta đi ngang qua đó mới dở núi cứu ta, đặt tên là Hành Giả. Vua Thiên Trúc nghe nói lớn lối quá, thất kinh bước xuống ngay, nắm tay Tam Tạng mà phán rằng: phò mã ơi, chấm cũng có phước lắm, mới gặp đặng thần tiên cùng duyên với công chúa. Tam Tạng tạ ơn, mời vua lên ngay như cũ. Vua Thiên Trúc y lời, bước lên ngay phán hỏi rằng: còn đồ đệ thứ hai là vị nào? Bát Giới ngay bỏ nói lớn: lão trừ hơn 7 đời tham vui làm biếng, bị theo thế sự mà mê tâm, sau khi gặp thần tiên khuyên dỗ mới ăn năn chừa lối tu hành, rốt lại thượng đế ban phong làm chức thiên bổng nguyên soái, cư trị tại thiên hà, tiêu diêu khoái lạc. Ngày kia ăn hội bản đào, uống rượu say quá, đi lạc vào cung Quảng Hàn, kêu hí hằng Nga nên phải đọa, đầu thai nhằm heo rừng nái, mới sanh ra đầu thú mình người, ở núi Phước Lăng làm nhiều điều thất đức. Sau nhờ Quan Âm khuyên bảo tu hành theo bảo hộ đường tăng thỉnh kinh, cho tiêu tội, hiệu là Bát Giới, phát danh Ngộ Năng. Khi ấy vua Thiên Trúc nghe nói chát chúa, làm bộ hung hăng nên cúi đầu không dám ngó. Bát Giới thấy nhiều người sợ lại muốn làm oai, dính hai lỗ tai ra, trợn hai con mắt, mắt vúc vắc, mỏ hính lên, rồi nhăn răng cười ha hả. Tam Tạng e kinh giá, liền mới nạt rằng: không được vô lễ như vậy. Bát Giới cúi mặt xuống, trong tay làm bộ nhu. Vua Thiên Trúc mới phán hỏi: còn người thứ ba, vì cỡ nào mà là quy y? Sa Tăng chắp tay mới tâu: lão Sa trước khi là phàm phu, sợ việc luân hồi báo ứng, nên vân du khắp nơi tìm thầy học đạo. Thiệt lòng thành không phụ, suối gặp thần tiên dạy phép tu hành mới thành thần đạo. Thượng đế sắc phong làm chức quyền liêm tướng quân, hằng ra vào hộ giá. Bởi dự thiệt hội bàn đào, lỡ tay làm bể chén lưu ly, nên bị đầy xuống sông Lưu Sa. Bởi đầu thai thay mặt, giết hại dân lành, may nhờ Quan Âm Bồ Tát khuyên bảo tu hành theo Phật tổ thỉnh kinh, cho thành chánh quả, pháp danh Ngộ Tịnh, họ Sa tên Tăng. Vua Thiên Trúc nghe tâu nữa mừng sợ, mừng là mừng đặng lễ quý hiền lành, sợ là sợ ba con yêu mới đeo chuỗi hột. Giây phút tránh đải âm dương quan vào tâu rằng: tôi chọn đặng 12 tháng này là ngày Nhâm Tý, châu đường cũng tốt, sao trực đều hiền, thật là ngày gia thú tốt lắm. Vua Thiên Trúc phán hỏi rằng: bữa nay là ngày chi? Quan tránh đải âm dương mới tâu: nay là mồng 8, nhằm ngày Mậu Thân, đặng vương hầu biến quả nên tiếp đãi sĩ hiền. Vua Thiên Trúc mừng rỡ, sai quan đường giá dọn giường hoa cho bốn thầy trò nghỉ, và dọn dẹp dinh phò mã cho tử tế, từ 12 trở lại cho hoàn thành, phán rồi bãi chầu. Khi ấy bốn thầy trò đi đến ngự viên, không bao lâu trời đã tối.
kế quan Điền Thiện dọn cơm chay thiết đãi, Bát Giới mừng rỡ, ăn thế cổ mới chịu thôi. Giây phút thắp đèn, ai nấy lui về phòng nghỉ ngơi. Tam Tạng mới thấy vắng khách, mới mắng hành giả: con khỉ này bất nhân thất đức, cứ báo hại ta hoài. Ta đã nói mình là người tu niệm, đừng xen vào đó làm chi. Ngươi một hai dốc ta đi coi, mới sanh ra nhiều việc, bây giờ tính làm sao? Tôn Hành Giả cười là giả rằng: tại thầy nhắc tích tích xưa, bà cũng gieo cầu nằm ông mới kết nghĩa. Coi ý thầy cũng nhớ chuyện xưa, nên tôi dắt đi cho coi giải muộn. Và lại hòa thượng chùa Bố Kim cũng căn dặn, thăm tin công giả chân, nên mới nhất định tới xem thử. Té ra là công chúa phủ Hồng Cân, nên ở xa không thấy mặt. Xong tôi xem tướng vua có hơi hối khí, ngặt chưa biết công chúa ra thế nào. Tam Tạng mới hỏi: nếu người thấy công chúa thì tính làm sao? Tôn Hành Giả nói: cặp mắt lửa tròng vàng của tôi, họ thấy rõ thì biết người biết quỷ, chừng đó tùy cơ ứng biến, lừa dịp mà làm. Tam Tạng nói: nay công chúa chấm ta làm phỏ mã, người mới tính làm sao? Tôn Hành Giả nói: đợi đến ngày 12, công chúa ra lệnh cha mẹ, lá tôn sẽ coi cho rõ. Nếu quả là yêu quái thì bắt nó hiện hình, nhược bằng thiệt công chúa đồng trinh thì để thầy ở đó mà làm phò mã. Bởi công tu hành của thầy cũng lắm, nên trời Phật xui hưởng phước vinh hoa. Tam Tạng nghe nói giận mắng rằng: con khỉ này quyết hại ta tới nước, nên nó mới theo hơi ngộ năng. Chúng ta cực khổ 10 phần qua khỏi 9 phần, ngươi lại còn nói hơi yêu hơi quỷ, nói vô lễ như vậy thì ta niệm chú tức thì. Tôn Hành Giả hoảng hồn quỳ xuống thưa: thầy không chịu thì thôi, có ích chi mà tôi ép. Thôi thôi, để chúng tôi ra tay làm dữ mà cướp thầy. Giây phút Bát Giới nói rằng: tôi ăn no nên buồn ngủ sớm, hết canh một rồi, xin ngủ mà dưỡng trí khôn, mai sẽ tính. Dạng ngày Thiên Trúc Hoàng Đế lâm triều, bá quan văn võ trầu trực. Vua Thiên Trúc truyền dọn yến tại ngự viên thỉnh một mình phò mã mà ăn uống với trẫm, còn ba vị hiền thân ra nhà trạm hội đồng ăn tiệc với các quan. Bát Giới nghe rõ liền nói lớn: ôi bệ hạ ơi, thầy trò tôi thuở nay không rời nhau một khắc. Bệ hạ đã ban ơn đãi yến gia sư tại ngự viên, xin cho chúng tôi theo hầu một bữa. Nếu làm bức như vậy, chắc là đám cưới này không yên đâu. Vua Thiên Trúc thấy Bát Giới nói khó và làm bộ khó coi, tai thì giải lia, miệng thì táp sàm sạp, rình mỏ trợn mắt như yêu quái, nên sợ lắm, liền mới phán: chấm mi lời ấy, vậy thì tại trấn Hoa Cát dọn hai tiệc đặng quả nhân với phò mã mà ngồi gần, dọn ba tiệc trước Lưu Xuân Đình cho ba vị hiền thân ngồi phía trước, kẻo thầy trò không tẻ ngồi chung. Bát Giới mừng rỡ tạ ơn, mấy anh em đồng lui gót. Vua Thiên Trúc truyền chỉ Tam Cung Lục Viện lo sắm sửa đồ nữ trang mới cho công chúa, đặng đến ngày 12 động phòng, mấy vị mới đồng vâng chỉ. Qua giờ tị, vua Thiên Trúc sai đem Xa Giá rước Tam Tạng đến ngự viên xem chơi và cho ba anh em Hành Giả và Lưu Xuân Đình ăn tiệc. Vua Thiên Trúc dắt tay Tam Tạng lên các trần hoa, ngồi ăn tiệc ở trên, dưới thì đàn ca sướng hát. Tam Tạng thấy vua trọng đãi như vậy, không lẽ từ chối, tuy ngoài mặt thì vui mà trong lòng giàu nát. Tam Tạng ngó thấy hai bức bình phong bốn phía, cái nào cũng có thi cô họa, coi cho rõ là tứ thời. Bốn bài thi trong bốn bình phong chữ tinh thần lắm. Tam Tạng cứ ngồi xem bốn bài thi. Bốn bài thi tứ cảnh là cảnh xuân, hạ, thu và đông. Khi ấy vua Thiên Trúc thấy Tam Tạng ngồi xem thì sững sờ, liền mới phán hỏi: phò mã ưa xem thi, chắc làm thi hay lắm, như không tiếc châu ngọc, xin họa theo nguyên vận bốn bài coi thế nào. Tam Tạng ưa làm thi nên thấy cảnh thì sanh tình, liền ngâm một câu họa vận thi cảnh xuân rằng: nắng ấm gió tàn tiết đã vẩn. Vua Thiên Trúc mới khen hay, truyền chỉ đem văn phòng tứ biểu rồi phán rằng: phò mã hay hoa luôn bốn bài đặng chấm để ngâm chơi. Tam Tạng vâng chỉ họa thi ngự viên tứ cảnh. Vua Thiên Trúc xem khen thì hay, rồi phán dạy con hát trong cung và nữ nhạc phổ ca bốn bài thi ấy theo giọng đờn đặng, giúp vui trong tiệc rượu. Nữ nhạc mới vâng lời. Còn ba anh em Tôn Hành Giả ngồi tiệc tại Lưu Xuân Đình, Bát Giới đã uống quá chén. Ngó trực lên lầu, thấy thầy ngồi việc với vua Thiên Trúc, Bát Giới mới khoái ý, ó lớn lên rằng: vui lắm, sướng lắm, bữa nay ăn uống hơn nửa ngày, sẵn dịp no say, đi ngủ ngon lắm. Sa Tăng mới cười: nhị ca không biết cữ kiêng, đừng ăn no sao dám ngủ. Bát Giới nói: người không hiểu nên cứ làm đó, há chẳng nghe lời tục nói rằng: ăn no không nằm ngửa, trong này không có mở. Khi ấy Tam Tạng ở trên lầu Trấn Hoa, nghe Bát Giới nói chơi, mắc cỡ trong mình mọc ốc. Đến khi vua Thiên Trúc từ giã về cung, Tam Tạng
Tam Tạng tạ ơn rồi xuống lầu. Quân Lưu Xuân Đình của Bát Giới rằng: người quen thói dừng ăn nói thô tục, chỗ này là chỗ chơi hay sao? Muốn nó chừng thì nào thì ó, nếu quốc vương bắt tội thì còn gì tánh mạng. Bát Giới nói: không hề chi mà sợ, chúng ta là xui gia với hoàng đế, lẽ nào xui dám giận xui. Lời nói tục rằng: xui gia đánh lộn còn thân, xóm giềng mắng lộn cũng không bỏ, chúng tôi cứ việc dẫn hoài, tội gì mà sợ họ nữa. Tam Tạng nổi nóng: lấy thiền trượng ra đây, ta đánh Bát Giới vài chục. Tôn Đánh Giả ý lời, liền đem thiền trượng cho thầy, rồi đè Bát Giới xuống. Tam Tạng đừng lúc giận, giả thiền trượng đập liền. Bát Giới là lớn: ôi ôi, phò mã ra ra ơi, xin thứ tội cho tôi. Khi ấy các quan hầu tiệc thấy vậy liền can. Bát Giới trở dậy lầm bầm nói rằng: phò mã hay thiệt, chưa chắc làm rể vua mà muốn hành tránh theo vương pháp. Tôn Đánh Giả vả miệng Bát Giới mà bảo: đi ngủ thì đừng nói bậy bạ, mà nữa thì chết. Từ ấy sắp sau ăn chơi hơn 3 ngày, kể đến ngày 12, quan công bộ mới tâu: chúng tôi vâng chỉ lập dinh dãy cho phò mã xong rồi. Quan Lộc Tự mới tâu: tôi vâng chỉ dọn tiệc tân hôn đã xong rồi, cộng hơn 500 cỗ, vừa chay vừa mặn. Vua thì chúc mừng rỡ 10 phần, xảy thế nội thị tâu: tránh cung nương nương cho mời vạn tuế. Vua Thiên Trúc liền lui vào cung, Tam Cung Lục Viện đồng tiếp giá, công chúa ra mừng lệnh. Vua Thiên Trúc mới phán: công chúa hiển nữ, từ ngày mồng 8 gieo cầu, nay gặp Thánh Thăng cũng đã vừa ý, các quan cũng vừa theo ý chấm, dọn dẹp các việc đã an bài, nay là ngày lành, sẽ động phòng hoa trúc. Công chúa quỳ lệnh mới tâu: xin phụ vương xá tội con mới dám tâu, bởi nghe nói 3 đệ tử Đường Tăng hình như yêu quái, nghe nói cũng kinh hồn, xin phụ vương đưa chúng nó ra khỏi thành, con mới dám vào phòng hoa trúc. Vua Thiên Trúc mới phán: phải công chúa không nhắc chuyện ấy thì chấm quên rồi, thiệt là người ấy giữ cũng như yêu, nhất là hòa thượng mỏ dài nghìn ngàng lỗ mãng lắm. Mấy bữa này chấm đã tống chúng nó ra vườn hoa, bữa này chấm tính ghi điệp để chúng nó ra khỏi ngoài thành, rồi hội yến động phòng mới đặng. Công chúa mừng rỡ tạ ơn. Khi ấy vua Thiên Trúc ngự ra đền, truyền chỉ đòi phò mã và người đồ đệ. Nói về Tam Tạng hằng lo việc ấy, đến bữa 12 trời rạng đông, chờ dậy sớm nói với các đệ tử rằng: bữa nay là 12, nhằm ngày báo hại, ngộ năng mới tính làm sao. Tôn Đánh Giả mới thưa: tôi coi qua Thiên Trúc khí sắc tối tăm, may chưa thấm bao nhiêu nên còn cứu được, ngặt chưa thấy công chúa nên khó biết giả chân. Xong tôi đã tính kế rồi, xin sư phụ đừng sợ, dầu bữa nay vua Thiên Trúc đưa chúng tôi ra khỏi thành, thầy cũng an lòng như vậy. Tôi ra ngoài mà biến hình, theo thầy mà bảo hộ. Chảy thế quan Đường Giá đến mời, Tôn Đánh Giả hối Bát Giới Xa Tăng quầy đồ hành lý và dắt ngựa tới đền. Vua Thiên Trúc với 3 anh em lên gần ngay mà phán rằng: các ngươi đưa điệp thông quan, đặng chấm ký tên đóng ấn và chấm cấp tiền sở phí đặng các ngươi đi thỉnh kinh, chừng trở về đây chấm sẽ tạ ơn trọng thể. Còn phò mã ở đây với chấm, các ngươi đừng nghi ngại điều chi. Tôn Đánh Giả tạ ơn rồi bảo Xa Tăng dưng điệp. Vua Thiên Trúc xem rồi liền ký tên đóng ấn xong xả, lại đưa 10 thoi vàng và 20 đính bạc gọi là phí lộ đi đường. Bát Giới lãnh bạc vàng, Xa Tăng lãnh điệp, Tôn Đánh Giả lên bái từ tạ, rồi bái Tam Tạng mà lui gót. Tam Tạng hoảng hốt bước theo Liễu Hành Giả mà nói nhỏ: các ngươi đi thiệt hay sao? Tôn Đánh Giả bóp tay Tam Tạng vừa lại vừa thưa: xin thầy an lòng ở lại, chúng tôi thỉnh kinh đặng trở về cũng ghé thăm thầy. Tam Tạng mới chịu buông Hành Giả rồi trở lên đền. Còn 3 anh em Tôn Hành Giả đồng ra nhà trạm, dịch thừa nghinh tiếp đãi trà. Tôn Hành Giả nói nhỏ với Bát Giới Xa Tăng: hai đứa bây ở đây đừng đi đâu hết, cũng đừng nói chuyện với ta. Dịch thừa có hỏi thăm điều chi thì ngươi nói là ừ hứ một tiếng, để ta biến hóa theo bảo hộ thầy. Dặn rồi nhổ một sợi lông, hóa ra hình mình ngồi với Xa Tăng Bát Giới, còn mình nhảy lên mây, hóa ra con ong mật bay thẳng vào đền, thấy Tam Tạng đang ngồi ngăn mặt. Khi ấy Tôn Hành Giả đặng bay lên đến bên tai Tam Tạng mà kêu rằng: thầy ơi, tôi đã đến đây, đừng buồn rầu nữa. Tam Tạng nghe văng vẳng bên tai, biết Hành Giả hóa ông mà bảo hộ nên mới an lòng. Giời phun có các quan đến tàu: tiệc tân hôn dọn tại cung Tri Thức, nương nương và công chúa đương trở bệ hạ trong cung, xin vạn tuế thỉnh quý nhân dự tiệc. Vua Thiên Trúc nghe tâu mừng rỡ, dắt tay phỏ mã vào cung. Nói về Tam Tạng theo vua Thiên Trúc vào cung, nghe tiếng nhạc êm tai, phất mùi thơm nực mũi, thiếu chi kẻ da tươi tơ ngọc, có một nàng nhan sắc tốt như hoa, chẳng nhượng hàng Nga nào thu Tây Tử.
Tam Tạng thất sắc, cứ việc cúi đầu, trăng trong ngọc dạng thây ai, nhớ Phật tưởng kinh là phận.